Xin chào các bạn, như trước mặt các bạn đang thấy là mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái điện thoại khác nhau. Mỗi cái máy này nó sẽ đều có cho mình một cái mức độ sạc khác nhau. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là làm thế nào các bạn có thể sạc được cùng một lúc 7 cái điện thoại này? Làm thế nào? Chắc chắn là các bạn sẽ cần 7 cái cục sạc và 7 cái lỗ cắm điện. Thế nhưng nếu như chúng ta sẽ chỉ có 2 cái lỗ cắm điện thì các bạn phải làm sao? Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái giải pháp khác biệt hơn. Mình đang có ở đây là một cái cục sạc đến từ John Smart. Và đây là một cục sạc có tới 5 nguồn ra và cũng như là có thêm một cái cục sạc nữa John Smart. Cái cục này sẽ có 2 nguồn ra. Video này thì mình sẽ giới thiệu và chia sẻ đến cho bạn về 2 cái cục sạc mình mới được tài trợ. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình thấy nó thực sự hữu ích và mình quyết định sẽ làm một video để chia sẻ đến cho các bạn. Ngay bây giờ thì cùng mình bắt đầu xem nó có những gì thú vị nhá. Thì đây là hai cái cục sạc mà mình mới được tài trợ, thì nó sẽ có hai cái mã khác nhau. Cái cục này thì nó sẽ là hai đầu sạc. Các bạn có thể thấy trên vỏ hộp là hai đầu sạc. Còn cục này chúng ta sẽ có tới 5 đầu sạc. Và đây là một cái cục sạc mình đánh giá rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì nó có tới 5 cục sạc và cái nguồn ra công suất tối đa nó đạt lên tới là 54W. Đây chính là cái cục sạc của mình, nó rất là to, rất là bự, và các bạn có thể thấy này. Đó, thiết kế nguyên một cục to. Có những cái mặt thông tin cơ bản và nó đến từ John Smart. Nói một chút về John Smart thì đây là một cái thương hiệu mà nó đã phát triển một thời gian khá là lâu rồi. Ở Việt Nam này thì các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm của John Smart thông qua những cái site điện tử, ví dụ như là Lazada, thì nó cũng sẽ có rất nhiều sản phẩm để các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mà cái cục sạc này thì mình được gửi từ bên Trung Quốc cơ. Theo như bên đại diện họ chia sẻ thì cái thương hiệu John Smart này đang muốn tấn công vào thị trường Việt Nam, tức là đang muốn mang về rất nhiều những sản phẩm mới hơn, tốt hơn và ấn tượng hơn. Thế nên là họ gửi cho mình cái sản phẩm để mà dùng thử. Nếu mà tốt thì có thể review và chia sẻ đến cho các bạn. Thì hôm nay mới có cái video này đây. John Smart này ngoài làm những cái chiếc cục sạc như thế này thì họ còn làm thêm sạc dự phòng này, họ còn làm thêm cả TV box này, rồi Android box các thứ. Thế nên là chúng ta cứ tin đi là trong khoảng thời gian sắp tới thì nó sẽ có rất nhiều sản phẩm nữa mang về đến thị trường Việt Nam. Cái đầu này thì nó chuẩn Việt Nam luôn rồi, thế nên là các bạn không phải lo lắng đến việc là tìm đầu chuyển nhá. Rồi cái cục lớn này này thì nó sẽ có một cái phần nó là adapter rời, và các bạn sẽ có thể tìm thấy một cái sợi dây tặng kèm ở phía bên trong như thế này. Đó, cái sợi dây này thì các bạn có thể tìm mua bất cứ cái tiệm điện nào ở đâu kiếm được, thế nên các bạn không phải xoắn hỏng cái này, chúng ta mua cái khác. Và mình cực kỳ thích cái cục John Smart 5 cổng này, đó là gì? Thứ nhất, đó là mình có một cổng, đây là Qualcomm QuickChark 3.0 ở đây. Và nó sẽ giúp mình sạc cho cái chiếc S8 của mình cực kỳ là dễ dàng. Bên cạnh đó thì nó có tới 4 cái cổng thông thường với cái công nghệ nó gọi là Volt IQ. Tức là nó sẽ tự động điều chỉnh điện áp thông minh thông qua cái thiết bị cắm vào. Điều này đồng nghĩa là khi mà các bạn sử dụng cái cục sạc này, nó sẽ tự động nhận diện cái thiết bị của các bạn, đó là phải nạp điện ở mức bao nhiêu, 5V 2A, 5V 2.4A, hay là chúng ta chỉ sạc ở những cái thiết bị với nguồn vào rất là nhỏ như là cái máy ảnh mình đang sử dụng, nó chỉ là 5V và 0.5A. Nó đều có thể tương thích rất là tốt với cái cục sạc này và nó mang lại một cái tốc độ sạc cực kỳ ấn tượng. Và đương nhiên là đây là QuickChark 3.0. Đó, logo Qualcomm QuickChark 3.0 này rất ấn to vào đây. Thế các bạn có thể rõ ràng phân biệt và chúng ta có thể sử dụng rất tốt với chiếc Galaxy S8 hoặc là bất cứ một cái sản phẩm nào có cái công nghệ đó, QuickChark 3.0. Và với chiếc S8 của mình thì nó chỉ là QuickChark 2.0, thế nên là cái cổng này nó vẫn tương thích ngược lại được. Thế nên là các bạn cũng không cần phải là quá quan tâm hay lo lắng. Đó là với những cái thiết bị cũ hơn sử dụng cái chuẩn QuickChark 1.0, 2.0 thì nó có tương thích được hay không. Khi yên tâm là tương thích rất là tốt nhá. Bởi vì sao mình lại lựa chọn cái cục sạc này để họ gửi về? Đó là lúc trước thì mình sử dụng hai sản phẩm, đấy là chiếc S8 và chiếc U11, nhưng rất tiếc là U11 mình phải trả mất rồi. Thế là mình quyết định mình lựa chọn cái cục này gửi về, tại vì nó sẽ có hai sạc Qualcomm QuickChark 3.0 và nó sẽ có thể sạc được cả hai thiết bị cùng là sạc nhanh cùng một lúc. Tức là sạc nhanh cho hai thiết bị cùng một lúc và với chỉ một cục sạc này mà thôi. Các bạn sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều diện tích, tiết kiệm được rất nhiều ổ cắm mà chúng ta vẫn có một khả năng sạc rất ấn tượng cho những thiết bị điện thoại. Nói về mức độ tiện dụng và khả năng hoàn thiện thì sao? Có thể nói rằng cả hai cục sạc này nó có kích thước lớn hơn rất nhiều so với những cái cục sạc thông thường mà các bạn thường hay bắt gặp.
Đặt một cái ví dụ đơn giản thì đây mình đang có một cục sạc nhanh đến từ nhà Samsung. Đây là cục sạc của chiếc Galaxy S8 của mình. Thì nó cực kỳ là bé nhỏ so với cục sạc đến từ John Smart này mà luôn. Cái việc mà kích thước nó lớn thì các bạn sẽ buộc phải chấp nhận, tại vì là nó cái bảng mạch bên trong nó được thiết kế cực kỳ là tốt, và bởi vì nó phải tạo ra một cái công suất lớn, thế nên là cục sạc nó phải lớn. Bên cạnh đó thì cái hoàn thiện của cái sản phẩm này cũng phải đạt một cái mức độ gì đó rất là cao cấp. Khi bạn có thể thấy là cái nhựa bên ngoài hoàn thiện rất là cứng cáp, gần như không có bất cứ một khe hở hay là một cái ốc nào ở trên cái cục sạc này. Và nó hoàn thiện phải nói là quá tốt luôn. Thế nên là cái việc mà to nặng là các bạn sẽ buộc phải chấp nhận. Chưa kể là cái cục sạc này này, tận những năm cổng ra, và các bạn có thể thấy nó làm giống như là cả một chiếc, nó là sạc dự phòng luôn. Tuy nhiên thì cái công suất nó đạt được, nó lên tới là 54W, là cực kỳ ấn tượng luôn. Cái cục sạc này sẽ rất là thích hợp dành đến cho mình. Tại vì hiện tại ví dụ như buổi tối mình sử dụng này, mình sạc cho hai cái điện thoại, thậm chí là ba cái, rồi có thể là mình sạc thêm cho cả cái máy ảnh mà các bạn đang theo dõi này, rồi là chưa kể nữa mình có thể sạc thêm cho cả cái máy nghe nhạc. Cái công suất mà nó tạo ra, nó sẽ có thể điều chỉnh dựa vào những cái thiết bị mà nó cắm vào. Đây là một cái điều mà mình đánh giá rất là quan trọng. Và cái cuối cùng mà mình đánh giá rất cao ở những cái thiết bị này, đó là mức giá. Với cái cục sạc hai cổng, cục sạc nhanh QuickCharge 3.0 như này, mình tham khảo thì nó là khoảng 18 đô. Thì cái mức giá ở bên thị trường nước ngoài và mức giá Việt Nam nó cũng không chênh lệch nhau nhiều. Thế nên các bạn cũng có thể tìm mua và sử dụng một cách rất là dễ dàng. Còn cái cục to này thì mình không tìm được cái thông tin về giá bán, nhưng mình đoán nó chỉ dao động trong tầm từ 600.000 cho đến 700-800.000 mà thôi. Tức là các bạn sẽ có thể sử dụng được công dụng của 5 cái đầu sạc, gọn hơn, ít chiếm diện tích hơn, và mang đi mang lại trong những chuyến du lịch thì sạc cho nhiều thiết bị cũng đỡ phải lo lắng đến việc tìm ổ điện hơn, lại còn sạc được cùng một lúc nữa. Thì cái mức giá này mình đánh giá là rất là hợp lý và thích hợp. Ở thị trường Việt Nam thì các bạn có thể tìm kiếm được một vài những sản phẩm khác đến từ những thương hiệu như là Anker này, rồi là Energy gì đó, thì có mức giá nó cao hơn rất là nhiều, và John Smart này cũng là một cái sự lựa chọn rất tốt dành đến cho các bạn. Và đây là video mình đã cùng nhau unbox và chia sẻ đến cho các bạn về hai cục sạc mình mới được tặng đến từ John Smart. Các bạn thấy sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!